Nếu anh em đang tìm cho mình một bộ máy để có thể làm việc đồ họa, render 3D chuyên nghiệp nhưng chi phí không quá đắt đỏ, đồng thời cũng có thể giải trí tốt các tựa game đình đám hiện nay, Minh An giới thiệu với các bạn một sản phẩm tuyệt vời và phù hợp với anh em. Bộ máy mang cho mình vi xử lý AMD Ryzen 7 3700X cực kỳ mạnh mẽ trong tác vụ render cùng các đồ họa GTX 1660 Ti. Chỉ lát nữa thôi anh em sẽ được trải nghiệm khả năng xử lý công việc của bộ máy. Giờ thì cùng đến với quá trình lắp ráp em nó nào. Vừa rồi anh em đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũng như các linh kiện của bộ máy. Sau đây, hãy cùng mình làm việc với em nó nhé! Đầu tiên hãy đến với bộ phần mềm Adobe Premiere Pro và After Effects. Ở đây mình có một project với rất nhiều footage được quay ở độ phân giải 4K 30fps bằng máy Sony A73. Mình cũng đã thêm rất nhiều chuyển cảnh, chỉnh sửa màu sắc và thêm khá nhiều hiệu ứng. Tiếp theo, mình có sử dụng đồng thời rất nhiều ứng dụng tương tác với nhau, như tạo chuyển động cho các thành phần trong một file Photoshop, cũng như chỉnh sửa lại một chuyển cảnh 3D cực kỳ nặng bằng After Effects. Như anh em đã thấy, AMD đã làm rất tốt với con chip Ryzen 7 3700X. Tác vụ Purview cực kỳ mượt mà, khả năng dựng hình không thua kém nhiều so với đối thủ cùng phân khúc là CPU i7-9700K. Và khi chọn render, sản phẩm cuối cùng có độ dài khoảng hơn 2 phút ra tùy chọn YouTube 4K, anh em có thể cảm nhận được sự vượt trội của con chip Ryzen 7 3700X. Máy chỉ mất khoảng hơn 2 phút một chút, quá ấn tượng đúng không nào? Tiếp theo là kiểm tra khả năng thiết kế, render 3D của sản phẩm bằng phần mềm 3DS Max. Mọi thao tác làm việc đều trơn tru, không hề gặp bất cứ sự cố nào. Phải là một project dự án nặng lắm thì mới có hiện tượng khựng hình đôi chút. Render vẫn luôn là điểm mạnh của con chip đến từ AMD. Rất nhanh, mượt và CPU hoạt động vô cùng ổn định. Mạnh mẽ trong công việc là thế, nhưng để xem khả năng giải trí của em nó sẽ như thế nào. Liệu có thỏa mãn được nhu cầu try hard của anh em không? Ở bài kiểm tra với tựa game PUBG, Max setting vùng độ phân giải Full HD, máy đạt FPS trung bình 120fps/giây, nút đồ, chạy bo cực kỳ mượt, không hề bị tụt FPS khi giao tranh. Một kết quả tốt đối với con chip đến từ AMD, và có lẽ như vậy là quá đủ để thể hiện khả năng chơi game của em nó rồi đúng không? Bộ máy tuyệt vời dành cho anh em thiết kế đồ họa 3D, đặc biệt khi mua hàng tại Minh An Computer, anh em sẽ được tặng bộ quà tặng trị giá lên tới 1,8 triệu đồng. Bộ quà tặng bao gồm chuột Asus Zephyrus, bàn phím cơ Dell CK526S, một pad chuột cỡ lớn và 3 fan đèn LED RGB. Hoặc nếu không lấy bộ quà tặng trên, anh em sẽ được giảm giá trực tiếp 1,5 triệu đồng. Cả hai lựa chọn đều rất hấp dẫn đúng không nào? Ngoài ra, khi mua hàng tại Minh An Computer, các bạn sẽ được cam kết hàng mới và chính hãng 100%, đi kèm các chế độ bảo hành tốt nhất cho khách hàng như bảo hành lên tới 3 năm, một đổi một tất cả các linh kiện trong suốt thời gian bảo hành, đổi mới sản phẩm ngay khi bị lỗi trong 30 ngày đầu, bảo hành tận nơi siêu tốc. Hơn nữa, Minh An còn hỗ trợ trả góp 0%, giao hàng toàn quốc và vệ sinh máy miễn phí. Nếu anh em thấy yêu thích bộ máy trên, hãy đến ngay Minh An Computer để trải nghiệm thực tế. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Minh An Computer để nhận những thông báo về những video mới nhất. Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!